Liên tiếp trong những ngày qua, triều cường kết hợp với sóng biển dâng cao đã tấn công uy hiếp tàn phá hàng trăm mét bờ biển và nhà dân trên địa bàn xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Theo người dân địa phương, sóng biển dâng cao đập mạnh thường xuất hiện vào ban đêm, nên người dân gần như bất lực, trở tay không kịp. Tại bờ biển thôn chính, địa phương đã giăng dây hàng trăm mét để bảo vệ khu vực sạt lở, hạn chế người dân đi lại. Ông Huỳnh Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Thắng cho biết, những cơn sóng bắt đầu tàn phá bờ biển vào chiều tối 6 tháng 12 và liên tục kéo dài vào các đêm 7, 8, 9 tháng 12 để tiến sâu vào nhà dân. Các công trình hạng mục xây dựng bảo vệ nhà dân cũng đã bị sóng đánh gây gãy vỡ. Có ít nhất 30 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 7 hộ phải di dời khẩn cấp. Trên 300 mét bờ biển của thôn chính bị sóng nuốt chửng. Người dân cho biết triều cường dâng cao tăng sức tàn phá vào khoảng 18 đến 20 giờ đêm, kéo dài đến trạng sáng thì trút. Những ngày qua, cứ đến đêm là bà con ven biển thôn chính lại dắt díu nhau rời nhà đến nơi an toàn tránh trú. Bà Nguyễn Thị Siêm, 70 tuổi, ở cùng chồng đã 74 tuổi, đi lại khó khăn, nên mỗi đêm đều được hàng xóm hỗ trợ dời đi trú ẩn. Đêm nào thường đi vô trong nhà chiếu ở ngủ, dũ gì không uống đâu. Rồi nhà cửa nó sập, rồi chỗ nào đâu mà mình ở. Đất cát không có, như cấp trên về nó giải quyết sao, rồi mình có mình chi cái trời cái trại mình ở chứ. Tương tự ngôi nhà của vợ chồng bà Trần Thị Mén, 58 tuổi, nằm ngay sát bờ biển, trực diện giữa họng thủy thần. Nghe có người về thăm, kiểm tra tình hình, thì vợ chồng bà Mén cứ thấp thỏm ra vào, đứng ngồi không yên. Mấy bữa nay cô không dám ngủ ở nhà, cô ra cô thấy là cô đi chứ, cô thấy nó cuộn vô, thành cô sợ quá. Nó cuộn bắt đầu lỡ quẩy lại vô, cứ nó cuộn vô chứ nó cao vậy chứ nó kéo đất ra chứ bắt đầu ở trên nó sụp xuống rồi con. Theo người dân địa phương, trước kia chưa từng xảy ra tình trạng biển phá bờ hung hãn như năm nay. Nhà mình gần sát thôi mà mất tất cả nhà 500-700 triệu, bây giờ nó rồi mà làm sao nó coi như là 4 ngày nay là bắt đầu là năm giờ là nước nó lên nó đập vô đôi, vừa qua ngày siêu là cửa 7 giờ, là còn ngày qua nay là cửa 8 giờ, sáng nay nó đập vô đôi. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ đã có báo cáo tình hình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ban ngành có giải pháp để bảo vệ an toàn cho người dân ven biển Mỹ Thắng, đầu tư kè biển để bảo vệ đất liền và bờ biển nơi này.